Dạ hello, em xin chào cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em sẽ tiếp tục xem một cái video cuối cùng trong cái ngày lễ Quốc Khánh nha cô chú anh chị mình ha. Hôm nay sẽ là một cái ngày sale một số cái mặt hoa cắt tem đó. Thì trong cái video hôm nay á, đầu tiên em sẽ sale ba cái mặt hoa các laser VIP, sưu tầm VIP. Sau đó em sẽ sale một ít cái mặt hoa các laser tem cho cô chú anh chị mình có thể cùng xem và cùng sưu tầm. Và cái video sale hôm nay là cái video sale cuối cùng đó. Cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm mặt hoa nào thì mình liên hệ theo số điện thoại là 0386 232 357, đó là số điện thoại của em, hoặc cả nhà có thể là nhắn tin qua Zalo, Facebook của em nha cả nhà. Đầu tiên trong cái video hôm nay sẽ có một cái mặt hoa các VIP đầu tiên. Cây này là cây 158 số 2 nha cả nhà, 158 số 2. Thân này là thân đầu zin và hiện tại á, là em mới vừa trồng nhưng mà nó đã bắt đầu nhú rễ rồi nha cả nhà. Đó, đã bắt đầu nhú rễ rồi đó. Cái hướng này á, cây này là thân to và rất là lớn luôn nha cả nhà. Đây nè cả nhà, đó, và cả nhà có thể thấy cái độ cao nó nè, nói chung là độ cao nó bằng cái móc nè. Cái móc inox này á, là em xài cái loại móc là móc 45 cm. Đó, gần 45 cm đó cả nhà. Thì cái thân của nó cao cũng như vậy. Đó, cái thân của nó cao cũng như vậy luôn cô chú anh chị mình ha. Cái thân 158 này hôm trước em có chia sẻ rồi, 1500k cho cái thân đầu zin này. Thì giá hôm nay em sale cho cô chú anh chị mình á, là sale là 200k cho mỗi cây. Thì hôm trước em có báo với cô chú anh chị mình rồi ha. Đó, thì giá của cái hướng này em sale cho cô chú anh chị mình là 1300k. Em bao ship cho cái hướng 158 số 2 này 1300k. Em bao ship ha. Đó, chỉ có một hướng duy nhất này thôi nha cả nhà. Nói chung là tất cả các cây em chia sẻ lên á, em sale thì em chỉ sale mỗi một hướng như là em quay trên video thôi. Đó, cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm thì nhanh tay liên hệ với em nha cả nhà. Tiếp theo sẽ có một cái chậu cây 074 cực kỳ đẹp nha, cây to cao và rất là khỏe luôn. Cái chậu này hôm trước á, em chia sẻ nguyên cả chậu này với giá là 2300k. Thì hôm nay cái giá em sale cho cô chú anh chị mình, chậu này thì em sẽ sale cho cô chú anh chị mình 300k luôn, là chẳng 2000k em bao ship. Ở đây cái chậu em chia sẻ là nó gồm là 3 thân zin, nếu mà tính đúng ra nó phải là 4 thân zin luôn nha cả nhà. Do là cái cây này, do là cái lúc cái này lên nè, nó bị ốc nó ăn mất một nửa cái phần thân luôn. Nó nói chung là nó đang lên măng như thế này nè, ốc nó ăn ngang luôn, thành ra là nó chỉ lên cái cùi như thế này thôi, nhưng mà mắt ngủ đầy đủ hết. Đây nè cả nhà, đó, mắt ngủ ở ngay cái cùi vẫn có nha. Đó, tại vì nó đã lên thân thì nó sẽ có mắt ngủ. Mắt ngủ tất cả là đầy đủ hết, chưa khai thác ở bất cứ chỗ nào. Thân thì là thân lớn nha cả nhà. Đây nè, em để nói chung là đây, cô chú anh chị mình có thể xem. Đó, cái thân, cái hướng thân mẹ của nó là nó cao gần bằng cái móc, cao gần bằng cái móc. 074 Super mà cô chú anh chị mình trồng được một cái hướng mà độ cao như thế này thì rất ít khi cô chú anh chị mình ha. Rất khó và rất ít khi cao được như vậy. Đây nè, cái thân của nó nè cả nhà. Đó, thân nó to như ngón tay cái cả nhà, rất là to và rất là khỏe luôn. Đây đó, hướng này thì hôm nay sale cho cô chú anh chị mình là còn lại là 2000k. Giá sale giá mới là 2000k cho cái phần này, em bao ship luôn. Đây đó, cho cái phần này em bao ship luôn, cô chú anh chị mình có thể xem ha. Đó, đây đó, 2000k em bao ship cho cái phần này luôn. Cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm thì liên hệ với em. Cây này thì cực kỳ khỏe rồi. Cái này về khả năng là mình trồng lên thêm một thân nữa là cho bông được luôn, tại vì cái hướng này là cực kỳ khỏe rồi. Đây, chậu nó đã thuần chậu rất rất là lâu rồi cô chú anh chị mình ha. 2000k 074 Super nha cô chú anh chị mình ha. 074 Super nha. Hướng cực kỳ to và cực kỳ khỏe luôn. Rồi, tiếp theo cũng là cái cây các sưu tầm cuối cùng sale cho cô chú anh chị mình. Cây này là cây 1582G. Cái mã em đánh ở vườn á là 2G. Đó, 1582G. Đó, cây này bông cực kỳ to, bông nó đạt 17 cm lận. Bông nó đạt 17 cm lận cả nhà.
đó, 1582G đó. Cái cây mới nãy á là cây cây số 2 là khác nha cả nhà, còn cái cây 2G là khác nha. 2G này á, nó là một cái cây màu vàng đỏ, dạng màu vàng đỏ, vàng pha đỏ. Còn cái cây mà 158 số 2 á, nó là một cái cây hoa màu dạng là cam, nó lên cam, lên cam đó. À, cây này á, cái thân đầu zin này thì hôm trước em có chia sẻ rồi, giá em chia sẻ cho cái thân này á là 2.500k cho một thân này đó. Thì giá hôm nay em sale cho cô chú anh chị mình á là cái thân này sale cho cô chú anh chị mình là 300k. Thì giá em sale á cho cái thân này là giá mới là 2.200k, em bao ship. Cô chú anh chị nào muốn sưu tầm thì liên hệ với em, 2.200k em bao ship. 1582G, cây này bông cực kỳ to, bông nó đạt 17 cm lần cả nhà. Hướng đã trồng ấm chậu cho cô chú anh chị mình luôn rồi. Đây, cái bộ rễ nó ra cực kỳ khỏe luôn rồi nè cả nhà. Đó, đang chuẩn bị là căng căng cái mắt ngủ lên nè. Mắt ngủ đang chuẩn bị là căng lên như thế này là sắp nảy mầm rồi cả nhà. Đó, sắp nứt vỏ lụa lên nữa. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em. Rồi, tiếp theo em sẽ chia sẻ vài cái mặt hoa các lê da tem cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Đó, cô chú anh chị nào muốn sưu tầm những cái mặt hoa các tem thì mình liên hệ với em. Đó, tất cả những cái mặt hoa các tem này á thì vừa rồi em chia sẻ với giá là 180k một chậu. Hôm nay là sale và các tem á thì nói chung là từ hôm tới giờ thì chia sẻ sale cái những cái mặt hoa các lê da sưu tầm cho cô chú anh chị mình khá nhiều rồi, ưu đãi cô chú anh chị mình chơi sưu tầm khá nhiều rồi. Thì trong hôm nay là ngày cuối cùng em sale mà chỉ có một video sale các tem này thôi, cho nên là sẽ sale mạnh luôn. Mọi tất cả các cây hôm nay em sale cho cái những cái mặt hoa các tem này sẽ đồng giá cho cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000. Và cô chú anh chị mình chốt đơn từ 2 chậu trở lên vẫn được miễn phí ship. Chỉ với 150.000 chốt đơn từ 2 chậu vẫn được miễn phí ship nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Rồi, đầu tiên sẽ là một cái cây hoa màu vàng lưỡi đỏ. Cây này là cây mem mai thông, mem mai thông. Đó, đồng giá 150.000. Đó, chốt đơn 2 chậu trở lên là được miễn phí ship. Và em chỉ sell đúng trong video này và trong ngày hôm nay thôi cô chú anh chị mình ha. Đó, cô chú anh chị nào muốn sưu tầm thì nhanh tay liên hệ với em. Mem mai thông 150.000 một chậu như thế này. Đây, cây đã thuần rất là đẹp luôn rồi nha cô chú anh chị mình ha. Giá cực kỳ rẻ cho cô chú anh chị mình chơi sưu tầm chơi rồi cả nhà. Đó, ai muốn sưu tầm thì nhanh tay liên hệ với em. Số lượng không có nhiều để cho cô chú anh chị mình sưu tầm đâu cả nha. Đó, 150.000 mem mai thông là với cây là mã số 0101 mem mai thông. Tiếp theo, cây này là cây Cha Quy Quan Sunset No 2, một cái cây hoa màu đỏ. Cha Quy Quan Sunset No 2, đây chậu rất là đẹp luôn nè cả nhà. Chậu rất là đẹp luôn. Cha Quy Quan Sunset No 2. Đó, với mã là mã số là 02 luôn, mã số 02, mã số 02. Hoặc cả nhà có thể gọi tên nó là Cha Quy Quan Sunset No 2. Đó, đồng giá 150.000, giá sale ngày lễ cho cô chú anh chị mình ha. Tiếp theo sẽ là cây thứ 3. Cây thứ 3. Đây, cây này là cây Android No 2, một cái cây hoa màu trắng lưỡi đỏ. Android No 2 màu trắng lưỡi đỏ. Với mã em chia sẻ là mã 03, mã 03. Đây, tất cả các cây đều thuần chậu rất là khỏe cho cô chú anh chị mình luôn rồi. Đó. Cái này về là chỉ có việc là treo lên xịt phân, tưới nước cho nó thôi cả nhà, không phải suy nghĩ về vấn đề gì nữa, cực kỳ khỏe, cực kỳ đẹp luôn rồi. Đó. Mã số 03, tên của nó là Android No 2. Android No 2 với mã số chia sẻ là mã số 03. Rồi, tiếp theo. Cây này là cây Đại Cao Hùng. Đại Cao Hùng là một cái dòng cát xưa hoa rất là to. Dòng Đại Cao Hùng, hoa của nó đạt từ 10
6 cho tới 18 sen. Cả nhà mình trồng đạt bông có thể to hơn nữa. Riêng cây đại cao hùng nó bông nó rất là to nha cả nhà. Đó. Nếu mà cô chú anh chị nào mà trồng những cái dòng cát bông to rồi á, thì mình cũng biết cây đại cao hùng này nó là xếp vào những một trong những cái dòng bông to, nó là xếp vào chung với là cây thiên mẫu nè, đại ngưu nè, đó đó là những cái dòng cát gọi là cát đại đó, bông cực kỳ to luôn. Rồi cây đại cao hùng em sẽ chia sẻ với mã là mã 04, mã 04 đồng giá 150.000 đó, mã 04 đại cao hùng nha cả nhà. Tiếp theo nữa sẽ là cây này, cây này là cây thông su van gold, thông su van gold mã chia sẻ là mã 05, mã 05 thông su van gold. Thông su van gold thì nó là một cái cây cực kỳ xiên bông nha cả nhà, cực kỳ xiên bông luôn đó. Mấy cái riêng về cái cây này cả nhà trồng á, bông nó rất là xiên cả nhà, rất là nhanh ra bông luôn, lên hầu như mà lên thân nào mà khỏe, cả nhà mình chăm khỏe là có thể cho bông được luôn, cực kỳ xiên bông đó. Mã chia sẻ của cây này là mã số 0505 thông su van gold, thông su van gold. Tiếp theo sẽ là cây này mã số 06, mã số 06. Cây này á là cây na đi son, tên của nó là na đi son, na đi son 150.000 đồng giá đó. Cô chú anh chị mình nếu mà theo dõi rồi thì mình cũng biết giá về những cái cây này rồi cô chú anh chị mình ha. Em đã nói sale là sale đàng hoàng chứ không có kiểu là lấp liếm gì đâu nha cả nhà. Đó, cả nhà theo dõi những cái cây này thì cả nhà cũng biết rồi. Giá cũ lúc trước em chia sẻ là 180.000 trên một chậu như thế này. Đó, hôm nay là nói là sale, tức là sale cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, chỉ với giá 150.000 thôi. Và cơ hội cho cô chú anh chị mình mua với mức giá này chỉ trong những ngày em sale lễ thôi nha cả nhà. Qua lễ, hết lễ em sẽ bán lại với mức giá như bình thường từ trước tới giờ. Đó, 150.000 đồng giá cho cái cây na đi son này. Đó, cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì liên hệ với em. Na đi son, na đi son thì nó sẽ với mã là mã 06, mã 06 nha, mã 06 na đi son. Rồi tiếp theo sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái cây này nữa. Cây này là cây thông su ban gôn số 2, thông su ban gôn số 2. Mã chia sẻ của cây này sẽ là mã 07, mã 07 thông su van gold no 2. Cây thuần chậu rất là khỏe và rất là đẹp cho cô chú anh chị mình luôn rồi. Đó, cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì nhanh tay liên hệ theo số điện thoại là 0386 232 357. Đó là số điện thoại của em, hoặc cả nhà có thể là nhắn tin qua Zalo, Facebook cho em nha cả nhà. Đây, thông su van gold số 2 150.000 đồng giá hết, 150.000. Mã này sẽ là mã 07, mã 07 nha cả nhà, mã 07. Tiếp theo mã 08 sẽ là cây này. Cây này là cây sa giảm rét, sa giảm rét. Đó, sa giảm rét với mã 08, mã 08. Cây đã thuần chậu rất là khỏe và rất là đẹp. Cây này cũng là một cái cây hoa màu đỏ, khuôn hoa cực kỳ tròn nha, khuôn hoa cực kỳ tròn. Đó, đồng giá 150.000. Cây thuần chậu nè, cô chú anh chị mình có thể xem nè, rất là khỏe và rất là đẹp luôn. Cái này cô chú anh chị mình mới chơi á thì mình nên, cái này là cái lời khuyên của em thôi, còn cô chú anh chị mình á, nói chung là tùy theo cái kinh nghiệm và tùy theo cái sở thích của mỗi người thôi. Còn đây là em chỉ chia sẻ kinh nghiệm thôi. Cô chú anh chị mình mới chơi thì nên mua những cái cây đã thuần sẵn như thế này cho cô chú anh chị mình rồi. Đó, mình nên mua. Đó, nên mua. Vì sao? Cái thứ nhất là cô chú anh chị mình sẽ rất ít bị hao hụt. Đó, tại vì sao? Khi cô chú anh chị mình sưu tầm những cái cây cát
Thái, cây cát đài mà nó chưa thuần tại Việt Nam mình á, nó đang còn trong cái cục sơ dừa, nó đang còn trong cái cục dớn á, đài là nó trồng bằng cái cục dớn đó. Những cái chất trồng đó thì nó ngậm nước rất là nhiều, mà ở khí hậu của Việt Nam ở mình đây á, với nó mưa rất là nhiều cả nhà, mưa nắng nó thất thường lắm đó, lúc nắng lúc mưa đó. Khi nó nắng á, thì nó lại rất là nắng, nó nắng có thể là chất trồng là trong vài giờ thôi là khô ráo hết chất trồng, nhưng mà có một cơn mưa qua thôi là nó đã ướt nhẹp hết luôn, cho nên á, nó dễ gây ảnh hưởng tới cái bộ rễ đó, gây ảnh hưởng tới bộ rễ thì á, nó sẽ làm hư rễ, thối rễ, ảnh hưởng tới cây, nặng nhất là thối cả cây luôn đó. Hao hụt là hao hụt ở cái chỗ đó. Còn khi cô chú anh chị mình mua những cái cây đã thuần như thế này rồi thì về rất là ít khi bị hao hụt cả nhà, tại vì á, đã thuần sẵn ở đây rồi và cái bộ rễ của nó rất là khỏe. Với lại á, chất trồng tất cả ở vườn em thuần á, em đều thuần bằng vỏ thông hoặc là than. Lúc trước thì em có thuần bằng than, còn hiện tại bây giờ thì tất cả đều thuần bằng vỏ thông đó. Về cô chú anh chị mình chỉ có việc treo lên thôi, rất là yên tâm luôn. Còn á, đối với chất trồng vỏ thông này nè, theo kinh nghiệm ở vườn em á, những ngày mà gặp tình trạng như mưa á, những ngày mưa hoặc là nhất là mùa này là đang là mùa mưa này cả nhà, mùa mưa bão đồ này kia rất là nhiều đó, mưa rất là nhiều, cho nên á, chỉ những ngày nào mà nắng không có mưa thì em mới tưới. Còn những ngày nào mà đây nè, như cái này là hôm qua hồi tối nó mới vừa mưa nè cả nhà, thì trong ngày hôm nay em sẽ không tưới luôn đó. Riêng ở vườn em sẽ như vậy, ngày nào có mưa thì ngày hôm sau sẽ không tưới nữa, ngày nào mà không có mưa thì mới bắt đầu tưới nha cả nhà đó. Cho nên là cái kiểm soát cái lượng nước và cái lượng độ ẩm trong vườn em nó rất là khỏe cả nhà, ít khi mà cây bị vấn đề gì đâu đó. Rồi tiếp theo em chia sẻ tiếp ha, cái mã xe giảm rét này á, là mã 08 nha, mã 08 đó. Rồi còn hai cái cây hoa màu đỏ nữa, hai cây hoa màu đỏ nữa cho cô chú anh chị mình sưu tầm đó. Đây, cây này là cây A Chung Ruby với cái mã là mã 09 nha cả nhà, mã 09 A Chung Ruby, 150.000 em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn. Cây thuần chậu rất là khỏe rồi, mã 09 A Chung Ruby. Rồi cuối cùng chia sẻ cho cả nhà mình một cái cây này là cây hát dài Live and Nevermore, một cái dòng cát tem. Cây này thì hôm trước em cũng có nói rồi ha đó. Nó tuy là tên dòng sổ nhưng mà cây này là cây tem, nó chưa có đặt tên, nó vẫn giữ nguyên cái dòng sổ như vậy đó. Còn còn em chia sẻ thì từ trước tới giờ có sao nói vậy rồi cả nhà, cây tem là nói là cây tem, cây sổ là nói cây sổ, chứ không có kiểu mà cây tem mà đem qua mà bán nó là cây sổ cây đồ. Có một vườn cũng có rất là nhiều khách đã phản ánh với em đó, là cây đó là cây STK Delight, nó là một cái cây tem, đồng ý nó là một cái cây tem rất là đẹp, nhưng mà tem thì nó vẫn là tem nha cả nhà, nhưng mà lấy cái cây tem đó đem qua bán gọi là cây 158 sổ. Rất là nhiều cô chú anh chị mình hỏi em chụp cái hình mình nở ra đó, mua về xong nở bông ra, chụp lại hỏi em ơi anh mới nở cây 158 này có đẹp hay không đó, thì em mới trao đổi thông tin đó, em chụp nguyên cả những cái cây tem, cái dòng tem của nó gửi cho cả nhà mình xem. Và em báo cáo với cô chú anh chị mình một vấn đề này nè đó, cái dòng sổ 158 á cả nhà, nó sổ rất là lâu rồi đó, nó sổ cách đây á, dòng 158 nó sổ cách đây á là ít nhất là 6 năm rồi nha cả nhà, 5 năm 6 năm đó, nó sổ trong cái khoảng thời gian đó, sổ rất là lâu rồi. Cho nên bây giờ mà nói mà còn những cái cây sổ 158 á, thì rất là khó tin, hơi khó tin nha cả nhà đó. Và thêm một cái nữa,
những cô chú anh chị mình lưu ý những cái cây kêu là dòng sổ 158 mà còn cả nguyên cái đuôi mô này nha cả nhà, còn cả nguyên đuôi mô á, là thấy là sai lầm rồi nha cả nhà. Dòng 158 nó sổ cách đây là 5-6 năm rồi. Để trồng được một cái cây từ khi mà nó trong chai mô lên đó nha cả nhà là mất ít nhất là 2 năm. Ai trồng nhanh á, để mà nở bông á, từ lúc nó đang tròn mới từ chai mô ra cho tới khi mà nó trổ bông á, ít nhất là 2 năm. Đó là những người trồng có kinh nghiệm, trồng nhanh, trồng tốt. Còn có người phải trồng 3 năm, 4 năm mới trổ bông. Đó. Nhưng mà một cái dòng sổ nó đã qua cách đây là 5 năm, 6 năm rồi. Tức là cái dòng sổ đó là nó đã có trước 2 năm đó nữa. Tức là nó đã có cách đây là 8 năm, 9 năm. Đó, là nó như vậy. Thì không thể nào mà tới cái thời điểm này là thời điểm năm 2014, cách đây 9 năm rồi, mà nó đang còn cái đuôi mô như thế này. Không còn nha cô chú anh chị mình nha. Nếu mà có những cây á, mà cái tình trạng là trồng á, nó cứ bị thúi, xong rồi họ lại cắt ra, họ trồng lại, nó lại bị thúi tiếp, thì ok, đồng ý là vẫn còn cây sổ như vậy. Nhưng mà không thể nào còn cả cái cụm đuôi mô như vậy được. Đó, cô chú anh chị mình lưu ý ở những cái dòng sổ như vậy. Đó, cái đó gọi là cố tình lừa đảo nha, cô chú anh chị mình ha. Đó, mình nên hiểu cái vấn đề như vậy. Cái đó là cố tình rồi. Tại vì trong một cái dòng sổ cách đây 8-9 năm rồi thì không thể nào mà còn nguyên một cái đuôi mô nhỏ xíu như vậy. Nếu mà còn nguyên một đuôi mô như vậy, tức là cây chưa gặp bất cứ vấn đề nào hết, cây chưa bị hư, cây chưa gặp vấn đề gì hết, thì á, cô chú anh chị mình á, cứ tính đi, 8-9 năm rồi thì không thể nào mà cái chậu cả cái đuôi mô mà nó chỉ có khoảng là 6-7 lá được. 8-9 năm cô chú anh chị mình trồng á, ít nhất nó phải cả lùm vậy nè cả nhà. Nếu mà kể cả nó chưa sổ bông, ít nhất nó phải cả lùm vậy nè. Đó, không thể nào ít như vậy được. Đó, thì cô chú anh chị mình mua mình cũng nên lưu ý ở những cái vấn đề đó. Rồi thì trong cái video hôm nay á, em sale ba đầu tiên là em sale thêm cho cô chú anh chị mình ba cái mặt hoa, các lá da.